Nếu như các siêu anh hùng trong biệt đội Avengers hay Justice League đều sử dụng siêu năng lực của mình, hoặc là công nghệ siêu cao, hay những kỹ năng chiến đấu được hình thành qua hàng trăm trận chiến, nhưng để chiến thắng, họ đều phải sử dụng sức mạnh của tình đồng đội, hoặc là tìm cách hồi sinh Superman. Vậy nếu sức mạnh đồng đội được thay thế bằng sức mạnh tối thượng của vũ trụ, tình cảm gia đình sẽ ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp trong bộ phim The Incredibles, Gia đình siêu nhân. Bộ phim lấy bối cảnh một xã hội nơi mà những siêu nhân mặc đồ bó sát và đeo mặt nạ bé tí thực hiện công lý trên đường phố Metrovio dưới sự bảo hộ của chính phủ. Họ dùng bí danh để che giấu thân phận như Mr. Incredibles, siêu khỏe, Elastic Girl, siêu có giãn, Luffy phiên bản Disney, Frozen, Elsa da đen, và đó là những nhân vật mà chúng ta còn gặp lại rất nhiều. Nên nhớ nhé. Vào một buổi chiều, Bob Ba đang lái xe đến đám cưới của mình thì thấy thông tin cảnh sát đang truy đuổi một tên cướp gần đó. Anh quyết định siêu nhân gà biến hình các thứ. Boom! Mr. Incredibles bắt tên cướp vì thấy mình vẫn còn đủ thời gian. Lúc này, anh gặp được một fanboy tên là Buddy, tự nhận mình là Incrediboy. Bob lập tức đá cậu bé ra khỏi giấc mơ hoang tưởng và tiếp tục tranh thủ làm siêu anh hùng trước khi đám cưới diễn ra. Sau đó, anh cứu một người tính muốn nhảy lầu, đồng thời lại phát hiện ra một kẻ đánh bom đang cướp ngân hàng. Đã thế, Buddy lại xuất hiện cùng với đôi giày tên lửa tự tạo để chứng minh cho Mr. Incredible thấy anh hùng thì không cần siêu năng lực. Nhưng Bob từ chối vì anh chơi hệ độc cô cầu bại. Buddy lòi tròi đòi bay đi gọi cảnh sát mà không hề biết chiếc áo choàng đã bị tên khủng bố gắn bom vào. Bob gỡ ra được nhưng làm nổ tung đường sắt trên cao, khiến cho một đoàn tàu suýt thì không qua được thung lũng. Và bóng đêm ghi bàn chân. Nguy hiểm nhất chính là Bob suýt đến muộn đám cưới, mà cô dâu Helen thì đến đường tăng cũng nhận ra là Elastic Girl. Sau ngày hôm đó, sự cố ập đến toàn bộ giới siêu anh hùng. Mr. Incredible bị kiện vì cứu một người muốn chết. Các nạn nhân của vụ tai nạn đường sắt đã đâm đơn tố cáo. Sự kiện này đã mở ra hàng loạt tố tụng tới sự phá hoại của các siêu anh hùng. Chính phủ quyết định dừng các hoạt động anh hùng và giúp họ lặn sâu hơn cả vành lép. 15 năm sau, Bob trở thành một nhân viên thuế, còn Helen thì ở nhà làm mẹ của ba đứa nhỏ. Violet, chị cả có khả năng tàng hình và tạo lên một từ trường bảo vệ. Dash, cậu em có khả năng chuyển động siêu nhanh. Jack, em bé siêu cấp Vibro. Nhưng méo ai biết. Cuộc sống của gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Bob thì chán nản với công việc hiện tại và luôn muốn tìm lại cảm giác anh hùng với người bạn Frozen. Helen ngược lại, cố gắng thích nghi với cuộc sống. Dash thì bị cấm chơi thể thao vì sợ lộ siêu năng lực. Còn chị cả Violet thì tự ti vì nghĩ rằng bản thân là kẻ hủy diệt. Trong một lần Bob ra ngoài chơi trò siêu nhân với Frozen, một người phụ nữ bí mật theo dõi họ. Chị là ai? Định làm gì? Thì chưa biết. Lần giải cứu này, Bob suýt gặp rắc rối với cảnh sát. Về nhà thì bị Helen chửi vì liều lĩnh phạm pháp. Nhưng cái sự nhọ nó không dừng lại ở đấy. Bob bị đuổi việc vì lén giúp người tội nghiệp lấy được tiền bảo hiểm, rồi lỡ tay cho ông sếp làm người đi xuyên tường và phải nhờ đến Rick, nhân viên chương trình anh hùng của chính phủ giải quyết. Nhưng Elle còn có học mê. Cơ hội tìm đến Bob, anh nhận được chiếc iPad từ người phụ nữ bí ẩn lúc trước, tên là Mirage, đại diện của một cơ sở công nghệ bí mật, và muốn thuê Bob giải quyết một con robot mất kiểm soát trên đảo hoang. Bob nói với vợ rằng mình sẽ đi công tác xa, Mirage tới đón và đưa anh tới hòn đảo nhiệm vụ. Mr. Incredible tái xuất sau 15 năm với chiếc bụng ba loại béo, rồi ăn một đống hành từ con robot. Nhưng nhờ kinh nghiệm chiến đấu, anh chui vào bên trong để con robot tự phá hủy chính nó. Tất cả hành động đều được Mirage và vị sếp bí ẩn của cô theo dõi. Bob quay lại trụ sở trên đảo, tình cờ phát hiện Mirage đi ra từ một lối đi bí mật trong núi lửa. Nhưng anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bob quay trở về nhà với một tâm trạng phơi phới. Điều lo lắng duy nhất còn lại là làm sao để tiêu hết tiền. Vậy thì nhiều tiền để làm gì? Để làm được nhiều điều thần kỳ. Trong mắt Helen, chồng cô đang vui vẻ với công việc thăng tiến. Thực chất, anh đi tập gym tìm bóng. Bob còn tìm đến chuyên gia thiết kế đồ siêu anh hùng Edna Mode để sửa lại bộ đồng phục bị rách sau lần chiến đấu trước. Edna làm hẳn bộ mới cho anh, còn bộ cũ thì để làm kỷ niệm. Lúc này, Helen đang dọn dẹp trong nhà thì phát hiện ra một sợi tóc vấn vương trên vest của chồng. Đúng lúc đó, Mirage gọi thông báo nhiệm vụ mới cho Bob. Helen lén nghe thấy giọng phụ nữ giục Bob đến với ả. Ngay sau đó thì chồng báo đi công tác. Bob đi đến căn cứ bí mật của hòn đảo lần trước, chưa làm gì thì phiên bản khổng lồ của con robot cũ tấn công, khiến anh bị thất thủ. Hóa ra ông chủ căn cứ này chính là cậu bé Buddy 15 năm trước. Cậu đã mời rất nhiều siêu nhân đến đánh nhau để hoàn thiện robot. Đương nhiên là những anh hùng đó đều đã bị giết chết. Bob may mắn thoát ra được, khiến cho Buddy tưởng rằng anh đã theo gió bay đi. Sau đó quay lại xâm nhập vào căn cứ và vào được căn phòng bí mật bên trong núi lửa. Phát hiện ra âm mưu của Buddy là để robot phá hủy thành phố Metrovio. Tên lửa vận chuyển xuất phát sau 8 tiếng. Quay lại thời gian một chút, Helen phát hiện ra vết khâu trên áo siêu anh hùng. Cô lập tức đến tìm Edna để dò hỏi thông tin. Edna thừa nhận và làm luôn quần áo cho cả gia đình cô, kèm với hệ thống định vị. Và Helen dùng thứ đó để tìm ra vị trí của Bob, khiến Bob đang trong căn phòng bí mật bị phát hiện và bị hệ thống phòng thủ khống chế. Helen vẫn tưởng chồng mình đi theo hai từ duyên phận. Cô quyết định mượn một chiếc phi cơ bay đến hòn đảo tìm chồng và tìm con mẹ trà xanh nữa. Nhưng Dash và Violet đã lẻn đi theo, để lại Jack ở nhà với cô hàng xóm. Lúc này, căn cứ hòn đảo dò được tín hiệu của chiếc phi cơ. Buddy nghi ngờ đó là cứu viện mà Bob gọi đến và phóng tên lửa định vị để tiêu diệt kẻ thù. Helen vừa cố gắng né tránh tên lửa, vừa ra tín hiệu ngừng bắn vì có trẻ con. Nhưng rốt cục, bùm,
máy bay nổ tung, Helen hóa thành chiếc dù, đưa hai đứa con đáp xuống biển. Bob đau đớn, tưởng rằng gia đình của mình đã chết. Buddy thích thú nhìn cảnh này. Mildred ngược lại, thấy thương cảm cho Bob. Lúc này, Helen đã biến thành một chiếc thuyền và sử dụng năng lực của Dash làm động cơ tiến về hòn đảo. Đến nơi, cả ba chủ bên trong một hang động. Helen dặn cả hai ở lại và được dùng siêu năng lực nếu như gặp nguy hiểm, sau đó xâm nhập vào đảo. Nhưng hang động đó lại thông với đường hầm dẫn khí thoát ra từ bộ phóng tên lửa, khiến cho hai chị em phải thoát ra và ngủ bên ngoài đến sáng. Công nghệ livestream trên đảo phát hiện ra cả hai, bảo vệ lập tức được cử đến bắt. Mildred biết tin thì lại đến phòng giam thả Bob ra. Anh giận dữ bóp cổ cô vì tưởng là một âm mưu nào đó của Buddy. Nhưng khi nghe tin gia đình còn sống thì ôm cô cảm ơn. Thế méo nào? Lại đúng lúc Helen bước vào phòng, táng thẳng vào mặt trà xanh không do dự. Bob nhanh chóng giải thích tình hình và cùng với cô quay vào rừng để giải cứu các con. Cơ mà Violet và Dash lại xoay sở khá là tốt. Cả hai dần điều khiển được sức mạnh của bản thân và khám phá nhiều cách sử dụng mới. Thậm chí hai chị em còn tìm ra được Wombo Combo và an toàn đến khi gặp lại được bố mẹ. Ngỡ tưởng khi gia đình tụ hợp thì bất khả chiến bại, ai ngờ vẫn thua dưới công nghệ của Buddy và bị mang về giam giữ. Buddy trong lúc đắc ý đã nói hết con mẹ kế hoạch của bản thân, đó là biến robot thành kẻ xấu để mình hóa thân thành anh hùng, đợi cho Buddy bỏ đi. Violet dùng siêu năng lực giúp mọi người thoát khỏi phòng giam. Lúc này, robot được khởi động và bắt đầu phá hủy thành phố. Còn Buddy thì bắt đầu vở diễn của hắn, nhưng lỡ tay làm ra sản phẩm bố đời quá nên nó đã phá hủy luôn cái điều khiển robot trên tay của Buddy. Lỡ còn mẹ nó vừa kịch anh hùng rồi. Nhường lại đất diễn cho gia đình siêu nhân đang bay đến bằng tên lửa từ hòn đảo. Đúng hơn là nhường lại bát phở bò nhiều hành, được con robot phục vụ. Kể cả khi Frozen đến hỗ trợ, Bob phát hiện ra được cái điều khiển của Buddy bấm lung tung, khiến cho một cái chân của con robot rụng ra. Anh quyết định phóng cái chân này ngược lại và thành công hạ gục được con robot. Người dân xung quanh bật biểu cảm và vinh danh những siêu anh hùng. Trong sự ganh tị của Buddy, hắn quyết định nhắm đến Jack Jack đang ở nhà, bắt cóc cậu bé đưa lên máy bay. Nhưng Jack Jack lại siêu cấp VIP bro, thoát khỏi hắn bằng siêu năng lực. Nhưng méo ai thấy, Buddy rơi vào động cơ máy bay, khiến nó phát nổ, chấm dứt tên phản diện này. 3 tháng sau, cuộc sống gia đình Bob thay đổi. Dash được phép tham dự cuộc thi chạy, nhưng phải giả vờ ngu. Violet thì tự tin hơn và bắt đầu hẹn hò với Crush. Lúc này, một chiếc khoan khổng lồ chui lên từ dưới lòng đất bởi một kẻ tự xưng là Underminer. Gia đình của Bob đã thủ sẵn mặt nạ và dám cái phóng lợn. Cơ mà đánh nhau thì vẫn phải trông Jack Jack. Và nhiệm vụ đó được giao cho Violet. Còn Dash thì dùng tốc độ sơ tán người dân xung quanh. Violet tức giận đập mặt nạ xuống đất vì không được PK. Tình cờ cậu bạn Crush tên là Tony nhận ra cô và bỏ chạy. Sau đó, gia đình của Bob cùng với Frozen ngăn cản được chiếc máy khoan, nhưng lại để Underminer tẩu thoát. Gia đình của Bob lại gặp rắc rối với cảnh sát. Còn Frozen thì lẽ cái chân chống đi chứ. Nhưng một cơ hội tìm đến Frozen. Cơ hội là gì thì tí nữa sẽ biết. Trong lúc đó, Bob và Helen đối diện với sự giận dữ của cảnh sát vì cả hai phá hoại nhiều quá, nhiều hơn cả đám tội phạm. Đã thế lại còn không bắt được hắn, thả lót dép ngồi hóng thì có phải là chính phủ tốn ít tiền đền bù hơn không? Cả gia đình sau đó được Rick bảo lãnh và trở về khách sạn đang sống. Bob nhờ Rick giải quyết chuyện Tony nhận ra Violet là siêu nhân. Sau đó, Rick đã xóa trí nhớ của cậu bé này, quay lại với gia đình của Bob. Anh vẫn nhất quyết cho rằng mình làm đúng, còn nóc nhà nói rằng theo luật thì anh sai. Dù không muốn, nhưng phải chấp nhận và thích nghi với điều đó. Sau bữa tối, Bob và Helen bàn bạc tìm công việc mới để chi trả cho cuộc sống. Đúng lúc này, Frozen quay lại và nói rằng có một nhà tay phiệt tên là Winston muốn làm bố đường cho các anh hùng chúng ta. Các bạn cùng tôi đến gặp ông ta nhé. Bob và Helen đồng ý luôn. Winston là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của tất cả các siêu anh hùng, giống như bố anh, nhà tài trợ lớn cho chương trình anh hùng của chính phủ. Nhưng khi chương trình bị hủy, ông đã bị những tên trộm đột nhập nhà và giết khi đang cố gắng gọi anh hùng tới giúp, để lại công ty cho anh và em gái Evelyn, một nhà sáng chế. Winston tin rằng cái chết cha mẹ là do siêu nhân bị chính phủ cấm hành động. Vì thế anh mời Mr. Incredible, Elastic Girl, Frozen đến khôi phục chương trình anh hùng bằng cách dùng camera siêu nhỏ quay lại quá trình đánh bại kẻ xấu, cho thế giới thấy góc nhìn của các siêu anh hùng. Bob cực kỳ hứng thú, nhưng kế hoạch sẽ bắt đầu với Elastic Girl, anh hùng có thành tích phá hủy ít nhất trong 3 người. Helen thì lại do dự vì cô lo lắng rằng Bob không chăm sóc được các con, nhưng anh hứa sẽ dạy dỗ các con thật tốt với đống cơ bắp này. Cuối cùng Helen cũng đồng ý với Winston và cả gia đình được chuyển tới một căn biệt thự mới. Helen còn nhận được một bộ đồ anh hùng mới cùng với chiếc Elastic Cycle mới do Evelyn thiết kế cho nhiệm vụ sắp tới. Còn Bob ở nhà và bắt đầu công việc nội trợ, lo lắng cho cuộc hẹn hò của Violet với Tony, vật lộn với môn toán của Dash và cố tìm cách dỗ Jack Jack đi ngủ. Trong khi đó, Helen thành công dừng đoàn tàu đi về hướng nhà ga chưa hoàn thiện do lái tàu đã bị thôi miên qua màn hình điều khiển bởi một kẻ tự xưng là The Screen Slaver. Ngược lại, Bob thì gặp cả đống rắc rối. Tony bị xóa trí nhớ quá đà, khiến cho cậu quên cuộc hẹn với Violet.
thậm chí là méo nhớ được Violet là cái con dở hơi nào. Jack Jack thì lại không chịu đi ngủ và lao ra ngoài sân đánh cho con trồn hết cá hồn bằng cả tỷ siêu năng lực, đi xuyên tường, điều khiển đồ vật bằng ý nghĩ, biến thành người lửa, phóng laser từ mắt, biến thành dạng dẻo, phân thân. Và lần này thì bố phát hiện được khả năng của Jack Jack. Đúng lúc này, Helen gọi điện về nhà, thấy nóc nhà vô cùng suôn sẻ với công việc mới. Bob quyết định giấu rắc rối ở nhà và tự mình tìm cách giải quyết mọi chuyện. Ở phía Helen, cô đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn thì tình cờ bắt gặp bà đại sứ, một fan hâm mộ của cô từ trường quay ra về. Buổi phỏng vấn gặp vấn đề, Screenslaver đã xâm nhập đài truyền hình và thôi miên các nhân viên ở đó, thay hắn gửi lời đe dọa đến bà đại sứ. Helen vội vàng lao đến trực thăng của đoàn hộ tống, cứu bà đại sứ ra khỏi cửa tử. Dân chúng một lần nữa tin tưởng vào các siêu anh hùng, nhưng niềm tin chỉ trọn vẹn khi mà cô bắt được Screenslaver. Winston thì chỉ quan tâm đến hiệu ứng truyền thông mà nó tạo ra. Anh quyết định tổ chức lễ hợp pháp hóa anh hùng trên du thuyền. Và để Helen bớt lo lắng, anh đã tập hợp các siêu anh hùng mới như Void có khả năng mở cổng không gian, Screech một con cừu sắc, Brick người gạch, thế là Elastigirl mất mỉa một ngày để chè chén giao lưu kết bạn. Đến tối, trong lúc nói chuyện với Evelyn, Helen chợt nghĩ ra cách để tóm được Screenslaver. Đó là tổ chức một cuộc phỏng vấn với Elastigirl để dụ hắn tấn công lần nữa. Và Evelyn đã tìm ra vị trí phát sóng của hắn. Lần này thì Helen túm được tên tội phạm. Quay lại với Bob, anh và Dash phát hiện chiếc xe Incredible bị đem đi đấu giá. Anh tức giận, dùng điều khiển từ xa định lấy lại chiếc xe, nhưng chợt nhớ đã giấu xe đi vì không muốn lộ vị trí gia đình. Đúng lúc đó, Jack Jack lại vô tình sử dụng năng lực, khiến cho cả Dash và Violet biết chuyện cậu em cũng là siêu nhân. Bob nhất quyết không chịu gọi Helen, nên cả hai đứa quyết định gọi Frozen đến giúp. Cơ mà Jack Jack dần ý thức được khả năng của mình và dùng nó để đùa nghịch. Quá mệt mỏi với thằng con, Bob đưa Jack Jack đến gặp Edna để làm bộ áo kiểm soát sức mạnh cậu bé. Và sau đó, Edna tạo ra một siêu phẩm tương thích với tất cả khả năng của cậu, bòn nớt thêm chiếc máy, có thể dự đoán năng lực sắp dùng và cách giải quyết. Trong lúc đó, Helen cùng Evelyn nhận ra một chi tiết rất lạ trong vụ án. Trong căn phòng của Screenslaver có hình ảnh từ camera bộ áo Elastigirl, nghĩa là hắn nắm được hành động của cô nhưng không hề tránh đi. Helen kiểm tra mũ của tên tội phạm, phát hiện một chiếc kính thôi miên, nhưng Evelyn nhanh chóng đeo chiếc kính lên mặt cô và nhốt vào một căn phòng nhiệt độ thấp để khắc chế năng lực có giãn. Evelyn mới chính là The Screenslaver. Thực chất, cô căm thủ các siêu anh hùng, sự tồn tại của họ khiến mọi người ỷ lại. Vì thế, cô sẽ sử dụng Elastigirl để loại bỏ vĩnh viễn các siêu anh hùng. Trong lúc cha con Bob đang nô đùa với bộ đồ mới của Jack Jack, thì Evelyn gọi điện báo Elastigirl gặp nguy hiểm. Bob lập tức nhờ Frozen đến chăm sóc các con, rồi đến chỗ của Evelyn. Violet cảm thấy kỳ lạ và quyết định chuẩn bị lên đồ. Đúng lúc đó, nhóm siêu nhân bị Evelyn điều khiển và tấn công nhà của họ. Dash nhanh trí gọi chiếc Incredible bằng điều khiển của Bob cùng với sự hy sinh của Frozen, nên cả hai chị em đã trốn thoát. Phía bên Bob cũng mắc bẫy của Evelyn và bị kiểm soát. Dash và Violet quyết định mang Jack Jack đi giải cứu bố mẹ, dùng Incredible để xâm nhập vào chiếc du thuyền, nơi mà Winston đang tổ chức buổi họp hợp pháp hóa anh hùng. Nhưng hai chị em lại gặp rắc rối với Jack Jack. Lúc này, Evelyn thôi miên toàn bộ hành khách trên tàu và cho Elastigirl, Frozen, Mr. Incredible với lời lẽ chỉ nên xuất hiện trong một trận rank. Sau đó để ba anh hùng chuyển hướng du thuyền đâm vào thành phố. Đúng lúc này, Jack Jack tìm thấy và giải thoát Helen khỏi khống chế. Helen nhanh chóng giải thoát cho Frozen và Bob. Evelyn lập tức cử đội anh hùng đến tấn công họ. Đến bây giờ, Helen mới biết được Jack Jack có siêu năng lực. Cơ mà oánh nhau trước đã. Cuối cùng thì tất cả thoát khỏi khống chế của Evelyn, khiến cho cô hoảng sợ. Lôi Winston chạy trốn bằng một chiếc máy bay, nhưng Winston từ chối hiểu và nhảy xuống thuyền. Helen ngay lập tức bám theo để tóm Evelyn. Những người còn lại cố gắng để thuyền không đâm vào thành phố. Tất nhiên là một bộ phim gia đình của Disney thì chắc chắn Evelyn bị bắt. Còn con tàu, thảo nào chả được ngăn lại. Lần này, tòa án chấp nhận sự hợp pháp của các siêu anh hùng. Violet cũng thành công làm quen cậu bạn Tony và mời cậu đi xem phim cùng gia đình. Tình cờ có một toán cướp chạy ngang qua, thế là Violet tiện chân đã luồn cậu bạn Tony xuống ra một mình. Còn cả gia đình lao đi bắt cướp. Và đó là kết thúc của hai phần phim The Incredibles, gia đình siêu nhân. Còn tui là Lele. Xin chào và hẹn gặp lại.